Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed sắp chạm đích lịch sử với mục tiêu lạm phát 2%. Nhưng liệu đà giảm CPI và PPI có đủ để vượt qua những rào cản từ chi phí nhà ở tăng cao? Trong khi đó, BTC được hưởng lợi từ chính sách kích thích của Trung Quốc, leo lên ngưỡng 63.000 USD. Nhưng liệu những kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong tháng 11 có tiếp thêm sức mạnh cho đà tăng này? Và còn hơn thế nữa, một cuộc cách mạng đang âm thầm diễn ra trong giới đầu tư crypto. ETF trở thành xu hướng nổi bật của hệ Millennial, dẫn đầu cuộc đua đa dạng danh mục đầu tư. Tuy nhiên, sự thận trọng từ Ủy ban Chứng khoán Mỹ vẫn là một bài toán khó giải với các quỹ ETF mới. Ở một diễn biến khác, P-Network đang chạy đua với thời gian trước thềm Open Mainnet, khi các cải tiến về cơ chế khai thác và tốc độ khan hiếm P dần rõ nét. Ngoài ra, P-Bridge cũng vừa tung ra tính năng swap cặp giao dịch USDT trên P, tạo nên một làn sóng giao dịch linh hoạt, hứa hẹn định hình tương lai của hệ sinh thái P. Mời quý vị khởi động ngày mới cùng 5 phút Crypto, nơi cập nhật nhanh chóng những tin tức nóng sốt nhất của thị trường tiền điện tử toàn cầu. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed đang tiến gần đến mục tiêu lạm phát 2% sau khi chỉ số giá tiêu dùng CPI và chỉ số giá sản xuất PPI tháng 9 cho thấy mức giảm phù hợp. Ước tính mới nhất của Goldman Sachs cho thấy chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE có thể đạt 2,04%, giúp Fed hoàn thành mục tiêu lịch sử này. Trong khi lạm phát chung hạ nhiệt, lạm phát cơ bản vẫn là thách thức lớn với mức 2,6% theo PCE và 3,3% theo CPI, chủ yếu do chi phí nhà ở cao. Chủ tịch Fed Jerome Powell bày tỏ hy vọng rằng chi phí nhà ở sẽ giảm, góp phần ổn định lạm phát. Mặc dù thị trường lạm phát cải thiện, việc duy trì mức 2% sẽ không dễ dàng. Công cụ dự báo của Fed Cleveland dự đoán PCE có thể đạt 2,1% vào tháng 9. Trong khi đó, việc cắt giảm lãi suất thêm có thể không xảy ra trong tháng 11, dù các nhà đầu tư vẫn tin rằng Fed sẽ nới lỏng chính sách. Gần đây, BTC đã hưởng lợi từ đợt cắt giảm lãi suất gần đây, leo lên mức 63.000 USD sau tin tức Trung Quốc hỗ trợ nền kinh tế. Nếu Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 11, giá BTC có thể tiếp tục đà tăng, kết thúc quý 4 với kỳ vọng phục hồi mạnh vào cuối năm. Trong khi đó, một khảo sát mới nhất của Schwab Asset Management đã tiết lộ xu hướng đầu tư đột phá khi crypto ETF trở thành lựa chọn hàng đầu của thế hệ Millennial, hay còn được gọi là thế hệ Y, với những người sinh trong khoảng từ năm 1980 đến 1990, vượt qua cả cổ phiếu và trái phiếu. Theo đó, từ tháng 7 năm 2024, khảo sát trên 2.200 nhà đầu tư cho thấy 45% có kế hoạch rót vốn vào crypto ETF trong năm tới, tăng mạnh so với 38% của năm trước. Đặc biệt, 62% Millennial ưu tiên đầu tư vào crypto ETF, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng tăng trưởng và đa dạng hóa danh mục đầu tư tiền điện tử. Trong khi đó, chỉ 15% thế hệ Boomer, tức là những người sinh từ năm 1946 đến 1964, thể hiện sự quan tâm, cho thấy sự chênh lệch đáng kể về mức độ chấp nhận rủi ro và khả năng tiếp cận công nghệ mới. Sức hút của crypto ETF không ngừng tăng khi hàng loạt quỹ mới từ BTC, ETH đến SON và XRP đang chuẩn bị ra mắt. Đặc biệt, quỹ Bitcoin Spot ETF đã thu hút 18,55 tỷ USD vốn kể từ đầu năm, khẳng định sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư. Mặc dù vậy, thách thức vẫn còn, khi Ủy ban Chứng khoán SEC vẫn xem xét kỹ lưỡng việc phê duyệt quỹ crypto ETF, nhất là sau khi nhiều token như SON bị liệt vào diện tình nghi chứng khoán. Điều này đặt ra những trở ngại đối với các quỹ ETF mới, dù tiềm năng phát triển của thị trường tiền mã hóa vẫn rất lớn. Trong một động thái mới, nhà đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã khởi xướng cuộc thảo luận quan trọng về EIP-7708, bản cập nhật dự kiến sẽ cách mạng hóa cơ sở hạ tầng của mạng Ethereum. Đề xuất này nhằm giải quyết vấn đề lâu năm về theo dõi chuyển ETH qua các giao dịch đa dạng, vốn đã gây khó khăn cho mạng lưới. EIP-7708 giới thiệu cơ chế ghi nhật ký mới cho mọi giao dịch chuyển ETH từ các tài khoản thông thường đến hợp đồng thông minh. Thay đổi này đảm bảo mọi giao dịch, kể cả qua call hay sell depth chart trong hợp đồng đều được ghi lại đầy đủ. Hiện tại, việc theo dõi chuyển ETH từ ví hợp đồng thông minh là một thách thức lớn, dẫn đến các sàn giao dịch
phải đối mặt với chậm trễ hoặc sai sót trong việc nhận diện khoản tiền gửi. EIP 7708 sẽ tạo nhật ký chuẩn bao gồm 3 dữ liệu: địa chỉ gửi, nhận và số ETH đã chuyển, giúp nhà phát triển và sàn giao dịch dễ dàng theo dõi mọi chuyển động ETH, đưa hệ thống của Ethereum tiệm cận với tiêu chuẩn token ERC-20. Dù vậy, đề xuất này vẫn đặt ra câu hỏi về việc ghi nhật ký phí giao dịch hay rút tiền có thể làm tăng lượng dữ liệu lưu trữ, ảnh hưởng đến hiệu suất blockchain. Trong khi EIP 7708 hứa hẹn không chỉ cải thiện việc theo dõi ETH mà còn tạo điều kiện cho một hệ sinh thái tiền điện tử minh bạch và dễ quản lý hơn. Ở một diễn biến khác, dự án P-Bridge đã chính thức cho ra mắt tính năng swap cặp giao dịch USDT trên P vào ngày 11 tháng 10 năm 2024, mở ra một bước tiến mới cho giao dịch tiền điện tử trên nền tảng này. Với tính năng swap, người dùng có thể mua P nhanh chóng và tiện lợi bằng USDT, tận dụng giá linh hoạt theo thời điểm thị trường để tối ưu hóa lợi nhuận. Giao dịch diễn ra an toàn với cơ chế khớp lệnh tự động và minh bạch, đảm bảo tài sản được chuyển tức thì khi giao dịch hoàn tất. Điểm nổi bật của P-Bridge là sự kết hợp giữa tính năng swap và giao dịch P2P, mang lại sự linh hoạt tối đa cho cộng đồng Pioneer. Người dùng có thể lựa chọn mua bán P với nhiều mức giá khác nhau hoặc đặt lệnh chờ để mua giá thấp và bán giá cao theo kỳ vọng. Thời gian nạp và rút tài sản trên sàn chỉ chưa đầy 2 phút, cùng với hạn mức rút tiền được nâng cấp gấp 10 lần, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và quản lý tài sản. Ngoài ra, P-Bridge còn hỗ trợ lưu trữ P an toàn trực tiếp trên nền tảng, giúp người dùng sở hữu và giao dịch mà không cần VP, tạo điều kiện thuận lợi cho cả người mới và các nhà đầu tư kỳ cựu tham gia vào hệ sinh thái P một cách dễ dàng và hiệu quả. Trước thêm sự kiện Open Mainnet dự kiến diễn ra vào cuối năm, P Network đang tất bật chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng nhằm hoàn thiện hệ sinh thái và củng cố vị thế của mình trong không gian tiền điện tử. Theo một báo cáo từ P News, cơ chế khai thác P sẽ sớm được điều chỉnh trước khi Open Mainnet chính thức ra mắt. Hiện tại, hệ thống đang được cập nhật để hỗ trợ lên đến 10 triệu ví. Nhưng P Network được cho là sẽ công bố số lượng cụ thể và tỷ lệ khóa của P vào tháng 12. Bên cạnh đó, tốc độ khai thác P cũng sẽ có thể giảm dần theo từng ngày khi mạng lưới tiến đến gần hơn Open Mainnet. Điều này không chỉ làm tăng độ khó khan hiếm của P mà còn có khả năng tạo ra giá trị cao hơn cho đồng tiền khi số lượng P mới khai thác sẽ được ngày càng hạn chế. Cơ chế khóa và khai thác mới này sẽ khuyến khích mọi người dùng nắm giữ P lâu dài. Với những cập nhật quan trọng này, P Network đang tiến một bước đến gần hơn mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái blockchain toàn cầu bền vững và có giá trị thực tiễn. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe bản tin CryptoLickVN. Hy vọng nhận được sự góp ý từ các bạn để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn. CryptoLickVN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy.